Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cái cách kết nối một sản phẩm mới của Samsung là Samsung Gear Fit 2 lên một cái dòng máy chạy hệ điều hành iOS là iPhone. Thì trên tay mình đang cầm là một cái Samsung Gear Fit 2, một cái phiên bản nghĩa là iPhone 5S. Rồi, bây giờ hiện tại mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối cái thiết bị này với cái iOS Samsung Gear Fit 2 kết nối iOS. Thì đầu tiên thì trên máy tính các bạn tải giúp mình một cái file Gear Manager dành cho cái hệ điều hành iOS. Cái phiên bản này thì là API, thì mình sẽ import nó vào trên cái iPhone này. Thì đầu tiên thì các bạn tải phần mềm này về, cái đường link để tải phần mềm này về thì mình sẽ cung cấp với cái đường link video clip, thì các bạn có thể là tham khảo phía dưới đường link video clip này. Thứ hai là cài đặt giúp mình cái phần mềm là Bao Tool, thì mình cũng cung cấp với các bạn cái đường link ở phía dưới đoạn clip luôn. Đầu tiên thì các bạn mở cái phần mềm Bao Tool này lên. Rồi. Rồi, mở lên rồi. Rồi sau đó là hiện tại các bạn lấy một cái sợi cáp kết nối máy vi tính cắm trực tiếp vào cái iPhone này để mình chạy cái file cài đặt. Rồi. Tắt nó đi. Rồi. Cái phần mềm này nó sẽ nhận diện cái iPhone của chúng ta. Bao tool. Rồi khi mà các bạn mở lên cái giao diện rồi, các bạn chọn qua cái mục ở đây là cái mục app. Rồi. Đây là cái mục app của cái ứng dụng Bao Tool, thì nó bao gồm tất cả các app ở trên cái điện thoại iPhone này. Nó sẽ có tất cả các app luôn. Đây, các bạn chọn giúp mình cái mục là Import Install API. Bấm lên. Rồi sau đó tìm giúp mình tới cái file mà Gear Manager dành cho phiên bản iPhone là phiên bản phía dưới mình cung cấp đây. Rồi các bạn bấm vào. Thì ở trên đây cái giao diện nó sẽ tự động nó sẽ import. Thì các bạn chú ý ở trên cái màn hình điện thoại của mình thì nó sẽ xuất hiện cái ứng dụng này khi chúng ta cài đặt xong. Đây. Rồi các bạn nó đang sắp chạy thì các bạn đợi trong giây lát. Rồi. Cái Gear Manager. Rồi. Ở trên màn hình chính chúng ta đã thấy được cái ứng dụng Gear rồi. Đây là cái ứng dụng Gear mà dành cho iOS. Rồi khi các bạn đã cài đặt xong rồi, các bạn ngắt cái Skype này ra. Rồi, không cần quan tâm tới cái chương trình này nữa. Rồi, bắt đầu thì trên đây, mình mở cái đầu tiên là hãy mở Bluetooth lên các bạn nha. Bật Bluetooth lên trên cái iPhone. Rồi, khi mà cài đặt xong rồi thì các bạn phải làm thêm một bước nữa là xác minh tin cậy đối với cái ứng dụng Gear Fit 2 này dành cho iPhone bằng cách là vào trong mục cài đặt. Rồi, sau đó tìm với mục là cài đặt chung. Trong mục cài đặt chung này thì các bạn vuốt xuống giúp mình, tìm giúp mình cái mục là cấu hình, rồi bấm vào. Rồi trên đây các bạn thấy cái mục là Samsung Electronic, thì đó là cái file mà Gear Fit 2 chúng ta vừa cài đặt vào. Thì các bạn bấm, rồi bấm tin cậy giúp mình. Rồi như vậy thì mình mới sử dụng được cái ứng dụng là Gear Fit 2 ở trên iOS. Rồi sau đó hiện tại các bạn quay lại mở cái ứng dụng Gear Fit 2 lên. Đây hai cái thiết bị chúng ta. Rồi cứ cho phép bình thường. Rồi, bây giờ mình bấm kết nối. Nhớ là hãy bật Bluetooth lên các bạn nha. Để nó dò cái thiết bị kia. Để hai cái thiết bị cạnh nhau để cái điện thoại iPhone của mình nó dò. Rồi, bấm ghép đôi, nó dò được kia rồi các bạn. Rồi nó báo nó đang thiết lập. Kết nối bị lỗi. Rồi, để mình thoát ra. Để em kết nối lại. Mở lại ứng dụng cái fit. Kết nối lại. Kết nối. Đợi các bạn đợi nó kết nối với hai thiết bị này. Rồi, cho phép.
Rồi, vậy là nó kết nối thành công rồi. Nó hỏi bên cũng bật vị trí hay không thì bấm bật. Rồi cho phép luôn. Rồi bấm đồng ý hết giúp mình những cái mục này. Sau đó là bấm hoàn tất. Rồi ok. Rồi nó hiện thị lên là ứng dụng GigaFit 2 hoạt động. Bấm ok. Rồi bỏ qua bước này. Đây các bạn, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công cái Samsung GearFit 2 này với một cái điện thoại là iOS, là iPhone, bằng cái ứng dụng là Gear Manager Fit 2 của Samsung dành cho iPhone. Thì những cái tính năng ở trên cái GearFit 2 này nó hoạt động trên những dòng sản thoại Samsung như thế nào thì nó cũng hoạt động tương tự, bao gồm nhận cuộc gọi, có nghĩa là thông báo cuộc gọi, tin nhắn hiển thị thông tin đầy đủ, đo nhịp tim hiển thị thông tin cho chúng ta đầy đủ các bạn nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bước mà cài đặt cái app Samsung GearFit ở trên cái điện thoại, xin lỗi là mình thiết bị đeo tay GearFit 2. Rồi, các bạn có thể là tham khảo đường link ở phía dưới. Mình cung cấp đường link tại cái cặp tin là API cộng với cái file bao tool để các bạn cài đặt. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video clip.